Tin Tổng giáo phận Sài Gòn Tổng giáo phận Sài Gòn mừng ngân khánh giám mục của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn. Lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 11 tháng 8, Thánh lễ mừng 25 năm giám mục của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ do Đức Cha Giám quản Du Xe Đỗ Mạnh Hùng chủ tế, nhưng Đức Hồng Y an Battista đã khởi đầu với dấu thánh giá và ngỏ lời tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã đến để hiệp ý với ngài tạ ơn Thiên Chúa trong dịp Ngân Khánh giám mục. Đồng tế trong thánh lễ có Quý Đức Cha Phaero Nguyễn Văn Khảm, Stefano Tri Bửu Thiên giám mục, Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, Giuse Đinh Đức Đạo, Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giuse Trần Văn Toản. Doan, Đỗ Văn Ngân và hàng trăm linh một trong và ngoài giáo phận Sài Gòn. Trước thánh lễ, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện tổng giáo phận Sài Gòn đã tuyên đọc thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đức Hồng Y Doan Bautista. Trong thư, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Ngân Khánh Giám Mục của Đức Hồng Y và ban phép lành tông tòa cho Ngài. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phaero Nguyễn Văn Khảm đã nói, với tầm nhìn từ trên cao, lòng bao dung và sự điềm tĩnh. Đức Hồng Y đã cộng tác với Thiên Chúa để chu toàn bổn phận, ổn định và phát triển cộng đoàn dân Chúa. Tiếp lời Đức Cha, Đức Hồng Y gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến tạ ơn Chúa, mừng 25 năm giám mục của Ngài. Thánh lễ được tiếp tục cử hành trong bầu khí nghiêm trang thánh thiện. Cuối thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc mừng của hội đồng giám mục việt nam đến đức hồng y và sau cùng đức cha du xe giám quản cũng đại diện cho gia đình tổng giáo phận chúc mừng đức hồng y